Hôm nay trời đẹp quá, thành ra là chắc là mọi người đến đông hơn mọi lần, hay là bởi vì cái chủ đề này nó luôn luôn là một chủ đề rất là hot và càng ngày nó càng nóng hổi. Em xin đính chính một tí xíu là em lâu nay 15 năm qua chưa bao giờ làm một dịch vụ tư vấn du học, nên sau buổi này mà có phụ huynh đến và bảo em làm dịch vụ tư vấn du học thì em không có nhận, tại vì lâu nay em không có làm dịch vụ tư vấn du học theo kiểu như là phụ huynh trả tiền em làm gói tư vấn. Thành ra những cái chia sẻ của em nó đến từ cái việc là học trò của mình thì mình giúp các bạn ấy để bước chân vào đại học. Thành ra là để mọi người sau đó thì cũng không có đến tìm em bảo là gói tư vấn này bao nhiêu tiền thì em sẽ không có. Mà 15 năm qua toàn là giúp học sinh của mình. Và em nghĩ có lẽ cũng vì thế mà mình không phải vì cái mục đích là đi giống như đi bán hàng, thì những cái chia sẻ của mình đó là những chia sẻ mà chân thành nhất, chứ không phải là chia sẻ dưới một cái vỏ bọc để mà mọi người đi mua dịch vụ tư vấn du học hay là gì cả. Thì nó sẽ có những chia sẻ đó cũng có thể là phụ huynh đã biết rồi, mà cũng có những chia sẻ là phụ huynh chưa biết. Thì hôm nay hy vọng là trong 30 phút cũng như là buổi trò chuyện thì em sẽ chia sẻ được rất nhiều những cái gì mà mình tâm huyết và gửi gắm trong bao nhiêu năm qua. Đầu tiên, thật ra học sinh rất là nhiều, nhưng mà em muốn chọn các bạn đã ra trường rồi thay vì các bạn đang học tại các trường. Và 6 cái chân dung này em nghĩ khi mà lựa hình các học sinh ấy, thì em nghĩ 6 chân dung này gần như nó phủ toàn hầu hết chân dung của phụ huynh học sinh ở Việt Nam. Ở trong đây ví dụ như là có Đăng Hưng là dân huy chương bạc toán quốc tế, dân trường chuyên lớp chọn, mà đó là cũng là một đối tượng mà phụ huynh và gia đình cũng định hướng cho con đi thi các kỳ thi quốc tế, được huy chương để vào các trường đại học hàng đầu. Thì đúng là Đăng Hưng cũng vào Chicago và giờ đã làm tiến sĩ về định lượng ở Chicago. Sẽ có Tâm là các bạn ở hình số 2 ở trên, bạn nữ mà ngồi trong hình 3 người thì lại là học sinh của trường quốc tế. Bố mẹ thì nhà nó có điều kiện là ngành ngân hàng và học quốc tế, thành ra là cái phong cách nó cũng khác với các bạn học sinh trường chuyên. Thì rồi được cũng vào MIT. Sẽ có những bạn giống như là bạn bên này là bố mẹ nhà làm viên chức thôi, làm office, làm lương chắc khoảng chừng 20-30 triệu một tháng, chứ cũng phải là quản lý cấp cao hay là gì cả, và thực sự là con nhà nghèo học giỏi, đại khái là như vậy. Con nhà nghèo học giỏi, nỗ lực phấn đấu, bố mẹ định hướng cho bạn ấy và đi tìm học bổng để tìm đường ra biển lớn. Thì bây giờ cũng vừa tốt nghiệp đại học Tufts là đại học trong top 40 của Mỹ, và bây giờ đang làm ở New York. Ngày xưa là dân chuyên Anh nhưng bây giờ làm lập trình viên công nghệ cho một cái startup. Thì đây là ba gương mặt. Ở dưới thì là có thể những cái bạn nó sẽ rất là khác, và em nghĩ rằng là một nửa phụ huynh sẽ tìm thấy ở đâu đó. Như thì là học sinh cũng không phải trường chuyên lớp chọn. Thi IELTS thì chắc là trầy trọc 4-5 lần cũng chỉ được 7 chấm thôi. Điểm SAT thì cũng bình thường, thậm chí có những trường bảo là điểm SAT con thấp quá, con không nộp và các con không nộp điểm SAT nữa. Nghĩa là em nghĩ nó cũng là một đối tượng phụ huynh và học sinh nhưng có nỗ lực, và bạn ấy vào một cái trường đại học tạm gọi là gần đâu đó thứ 97, 98 ngoài 100 của Mỹ, nhưng mà nỗ lực trong 4 năm để cuối cùng được học bổng học thạc sĩ đại học Stanford. Nhưng mà cũng một tiếp là nha, cũng có điều kiện tài chính, nhưng chẳng qua bạn ấy không phải là cái tiếp học sinh xuất sắc như nhiều bạn khác ở thời phổ thông. Em nói chỉ xuất sắc là trong cái định nghĩa của thời phổ thông nha, chứ em nói là xuất sắc về mặt bản chất, bởi vì thực ra nhiều thước đo mà điểm số đôi khi nó cũng chưa chắc là chuẩn xác cho lắm. Hạt như Phi thì là một học sinh học cũng trường bình thường, không phải là trường chuyên, và cũng kiểu như là học mà đôi khi là nó cũng ngoan hiền dễ thương, nhưng mà kiểu như là không biết đam mê là gì, không biết hoài bão là gì. Bố mẹ cũng rất là tốt và định hướng cho bạn ấy, nhưng bạn ấy thật sự là mất một thời gian rất là lâu để hiểu là mình thích làm cái gì. Cũng vào một cái trường cũng bình thường, nhưng cuối cùng bây giờ thì vào UPenn để học về y dược ở phần cao học. Rồi ví dụ như Chris, một trường hợp em rất là quý là bố mẹ nói chung là ly thân, thì bạn ấy theo mẹ đi định cư bên Mỹ, nhưng mẹ thì qua Mỹ chỉ làm nail thôi, nhưng mẹ không phải là một người kiểu như là làm giám đốc làm nail, và bạn ấy đi học một cái trường công bình thường, cũng không phải là trường top 20-30, và bạn ấy nỗ lực. Còn bây giờ thì bạn ấy làm việc gì, thì bạn ấy đang làm công việc tư vấn cho Bộ Quốc phòng của Mỹ. Thì ở đây em chọn 6 bức hình, em không chủ đích chọn 6 bức hình toàn là Harvard, MIT, rồi theo kiểu như là bố mẹ làm giám đốc và con được đầu tư từ nhỏ nên xuất sắc từ nhỏ. Nhưng nghĩ rằng là đó là câu chuyện của một nhóm đối tượng phụ huynh.
nhưng nghĩ với phụ huynh bây giờ nó đa dạng. Nhưng em lâu nay ấy, em làm việc với học sinh, em có một cái niềm tin rất là lớn, đó là em không phân biệt phụ huynh là con chú cha hay là kiểu như chức vụ hay là thu nhập hay là giám đốc hay là người bình thường đâu. Bởi vì đối với em, mỗi đứa trẻ nó có một cái sức mạnh bên trong rất là dữ dội. Nếu mình được cách khai thác và mình định hướng nó đúng thì nó đều phát triển bất chấp bố mẹ nó là ai. Và dù con đường nó đi có thể vào đại học, ngay từ đầu nó nộp đơn nó dính chưởng vào các trường đại học hàng đầu, hay nó không được vào các trường đại học hàng đầu mà nó những trường bình thôi, nhưng nếu nó nỗ lực thì hoặc nó rồi cũng vào các trường đại học hàng đầu khi nó học cao học, hoặc nó không đi học nữa thì nó vẫn ra có công việc tốt và sống vui vẻ và thành công và hạnh phúc. Thành ra ví dụ như Chris chẳng hạn, em có nhớ là cái lúc mẹ chia tay, nó bảo là bây giờ bố mẹ em ly thân rồi, bây giờ em theo mẹ đi qua Mỹ định cư, mẹ qua đây cũng chỉ làm nail thôi, thì em cũng không biết là có gặp lại nó hay không. Thì bây giờ mình em đi được rồi đi học New York, thì nó lại nhắn tin là tại ngày xưa thì hai thầy trò cũng tuổi không gần gần nhau, nó bảo là anh em bảo là bây giờ em chỉ có một nguyện vọng thôi. Hỏi nguyện vọng là gì? Làm rất tốt xong rồi mai kia kiếm đủ tiền để lo cho mẹ ở Mỹ và lo cho bố ở Việt Nam. Thì đối với em đó thực sự là thành công và hạnh phúc, chứ không nhất thiết phải là lúc nào cũng trường đại học top đầu hết. Vậy thì câu chuyện ở đây hôm nay em chia sẻ, thì dù bối cảnh gia đình phụ huynh như thế nào, dù đứa trẻ đang học ở trường mô hình trường nào, hay đứa trẻ đang ở đâu theo cái chuẩn mực của hệ phổ thông Việt Nam, thì em vẫn tin là mỗi đứa trẻ nó sẽ có một con đường. Và nếu chúng ta, nhà trường, thầy cô, phụ huynh đồng hành cùng nhau á, thì có thể khai thác được cái sức mạnh bên trong của mỗi đứa trẻ và nó đều tạo ra một con đường nó đi. Vậy thì cái mục tiêu mà thường thường, có thể đây là những cái thứ mà khi phụ huynh đi gặp các trung tâm tư vấn du học thì thường thường nó cũng chỉ rơi bốn cái chữ này thôi. Là điểm số là bao nhiêu, TOEFL, IELTS, ACT, điểm trung bình trên trường và nhiều hoạt động ngoại khóa. Những thứ này em vẫn nói nó quan trọng. Chứ em còn nói nó không quan trọng nha, em không bài xích. Nó quan trọng, nhưng câu chuyện đó là nó quan trọng nhưng liệu nó có phải là thứ duy nhất mà đứa trẻ nên chuẩn bị hay không? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó có phải là quan trọng nhất hay không? Hai cái đó rất hai cái hoạt động nghĩ là mọi người phải suy nghĩ. Bởi vì mọi người nghĩ rằng nếu mà cả từ cấp 3 chỉ đi chuẩn bị cho bốn thứ này để bước vào trường đại học hàng đầu thì em thấy đang hơi phí cái thời cấp 3 đó. Và quan trọng thứ hai đó là nó chưa đủ để thậm chí nó có bước chân vào trường đại học top đầu ấy, chưa đủ để bạn ấy khai thác được cái môi trường đại học đó, những cái nguồn lực, những cái tài nguyên để có thể phát triển tốt trong trường đại học. Nói một cách không ngoa, nghe thì nghe có vẻ như là hơi bay bay đâu đó và không minh chứng, nhưng mà thực ra ví dụ một năm Harvard nhận 3-4 bạn học sinh Việt Nam vào, không hẳn 3-4 bạn đó đều học tốt ở Harvard. Cũng phải có 1-2 bạn rất là chật vật và khó khăn vì nhiều lý do, thì hôm nay chúng ta cũng sẽ chia sẻ. Bởi vì em muốn qua những chia sẻ thì chúng ta không chỉ nhìn chặng đường là con bước vào đại học nào, mà đối với em khi làm việc của bạn học sinh đó, thì đó bước vào đại học nào nó chỉ là cái khởi đầu thôi. Bạn ấy có trụ được trong đại học đó và phát triển trong đại học đó hay không, đối với em ấy, nó nhiều khi còn quan trọng hơn là cái việc là bước chân vào đại học nào. Bởi có một lý do, khi bạn ấy ở thời phổ thông, bố mẹ, gia đình, thầy cô đều ở bên cạnh bạn ấy hết. Và chúng ta có thể chuẩn bị rất nhiều, thuê nhiều gia sư, luyện thi, các trung tâm tư vấn du học, rất nhiều thứ, uổng mong, nhắc nhở, rồi bố mẹ với con cái kình nhau, rồi con ơi luyện thi đi, viết bài luận chưa, làm tất cả mọi thứ để nó chạy đúng deadline và nộp đơn vào đại học. Nhưng khi ngày nó bước chân vào đại học rồi, chả ai bảo được nó, và chỉ có mình nó với cái thế giới đại học. Bước đi như thế nào trong đó đối với em nó quan trọng hơn rất là nhiều. Và với em, dù bạn ấy là ai, bố mẹ làm gì, thì những cái gì mà bạn ấy còn để bước đi vào trong đại học là những thứ mà em nghĩ là không phải là câu chuyện mà ngày bạn ấy bay qua nước Mỹ hay nước Anh chúng ta mới nói, mà nó là câu chuyện mà chúng ta nên nói cho các bạn ấy từ lúc các bạn ấy còn bé. Vậy thì ở đây thế giới đang đi đâu về đâu? Khi mà họ phỏng vấn 90% lãnh đạo, các giám đốc quản lý của các tập đoàn đa quốc gia là Fortune, cái tầm 500 công ty lớn thế giới, thì 90% lãnh đạo đều đồng ý rằng sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường không đủ năng lực để làm việc ở trong các tập đoàn đa quốc gia đó. Và sinh viên ở đây không phải là sinh viên trường đại học làng nhàng nha, mà sinh viên các trường đại học hàng đầu cũng chưa chắc đủ năng lực để làm việc ở trong đó. Đến cách đây khoảng chừng vài năm trước thì khi mà hỏi về phòng nhân sự của Google thì họ thống kê được là 15% nhân viên của Google, không phải là nhân viên lau công quét dọn nha, nhân viên mà là phòng công nghệ thông tin đàng hoàng,
15% nhân viên của Google không có bằng đại học. Có nghĩa là họ sẵn sàng từ chối rất nhiều người có bằng đại học để nhận 15% cái top đó mà không có bằng đại học. Để chúng ta cũng hiểu rằng là bằng đại học tốt, con đường đó xứng đáng để đi, nhưng đi như thế nào mới là quan trọng. Chứ không phải là học đại học xong rồi ra rồi lại mất một công việc về tay một người chỉ học phổ thông. Em không có bài trừ con đường đi học nha, học vẫn tốt nên đi ạ. Tiếp theo nữa, 45% cử nhân khi họ phỏng vấn các giáo sư đại học thì 45% cử nhân tốt nghiệp đại học, kể cả các trường đại học hàng đầu, đều thiếu hụt một số kỹ năng quan trọng. Kỹ năng gì thì lát nữa em sẽ chia sẻ. Và 81% sinh viên vừa khi mà phỏng vấn ngày ra trường và trong một năm sau đó thì 81% sinh viên đều ước rằng 4 năm đại học dạy thêm cho học cho sinh viên một thứ, đó là kỹ năng để sống trong cuộc sống này, chứ không phải là kỹ năng để thi cái bài thi kia, mà cảm giác như bước ra và không biết sống trong cuộc sống như thế nào. Thì đây là những con số. Vậy thì nghiên cứu đặt ra về các kỹ năng nào mà sinh viên ở các trường đại học hàng đầu tốt nghiệp ra trường vẫn thiếu hụt rất là nhiều. Thứ nhất là giao tiếp hiệu quả và văn viết và văn nói. Và cái chữ hiệu quả đây ấy, bây giờ mọi người còn ra còn ChatGPT đúng không ạ? Thì rất là trendy, nhưng mà thực ra cái giao tiếp hiệu quả và văn viết văn nói đây nó không phải là cái kiểu luyện đề viết của Việt Nam mình. Cứ nói thẳng như vậy đi ạ. Thế mọi người thấy đó là vì sao mà học sinh Việt Nam mình đi thi IELTS điểm đọc và điểm nghe bao giờ cũng rất là cao, nhiều bạn 9 chấm đúng không ạ? Nhưng mà đụng đến điểm viết, điểm nói thì chắc là 7.5 hay thực ra điểm viết là điểm thấp nhất trong tất cả các điểm số. Đứa nào mà viết được 8 chấm là cũng gọi là hỏi khủng đi ạ. Tại vì sao? Bởi vì lâu nay cách dạy của Việt Nam mình ấy, phần lớn các cái luyện IELTS ấy, các thầy, kể cả các thầy cô mà dạy luyện IELTS ấy, viết cũng đã được 8 chấm đâu. Không phải mình khinh các thầy cô nha, các thầy cô vẫn rất là giỏi. Lý do là do cách luyện lâu nay ấy, nó là luyện theo khuôn đề. Một bài văn có mấy đoạn và các cụm từ gì cứ thế mà dập khuôn, dập ý vào, thì thực sự nó sẽ rất là khó để học sinh có thể bước ra khỏi cái khuôn đó để có thể tự viết lách một cách rất là thuyết phục. Em hay đùa là giống như là sau mấy năm đi học lại, đại diện đại học Columbia, em còn bảo nha, mình là một thằng viết cũng nhiều, nhưng mà đợt này sao các trường đại học nó bắt viết nhiều thế, ngành nào cũng bắt viết nhiều cả. Mà nhiều khi em ngồi em viết kiểu như là viết hoài mà chưa thấy hết bài. Là nó có một cái lý do, đó là người tư duy tốt chưa chắc đã viết tốt, nhưng người viết tốt thường thường là người tư duy tốt. Bởi vì cái viết nó là một cái tổ hợp rất nhiều kỹ năng, kiến thức rất là nhiều. Thành nó đánh rất mạnh với cái điều này. Và cũng em nghĩ là nếu anh chị để làm lãnh đạo doanh nghiệp á, thì đôi khi mà anh chị mà thấy hợp đồng hay là kế hoạch của nhân viên dưới mà gửi lên á, chắc em nghĩ ai cũng phải đã có cái trải nghiệm là đau thương ngồi sửa từng chấm phẩy chính tả đúng không ạ? Vậy em cũng đau thương cái chuyện đó lắm ạ. Vì đó là một cái ví dụ để hiểu rằng là đó là một cái thứ mà các sinh viên cần phải trau dồi. Thứ hai là làm việc nhóm, thương lượng, quản lý khách hàng, đối tác. Vì sao đây là một vấn đề? Nó cũng là một cái điểm mạnh của thời học sinh bây giờ, là các bạn cái bản ngã, cái tính cá nhân các bạn rất độc lập. Các bạn có chính kiến của mình, chứ không phải như anh chị em mình ngày xưa là bố mẹ đâu con người đó. Các bạn có chính kiến, các bạn biết mình thích gì, và các bạn sẵn sàng tranh biện và biện luận với bố mẹ. Đặc biệt bây giờ là phong trào tranh biện nó còn kinh khủng đúng không ạ? Cũng là tốt, nhưng cái mặt trái của nó làm cho các bạn khó làm việc với người khác hơn. Bởi vì giống như là ai cũng có cái tôi và ai cũng có chính kiến hết. Thật ra một trong những kỹ năng của sinh viên ra trường, đặc biệt các trường đại học hàng đầu á, là hơi bị khó làm việc với người khác. Đặc biệt là khó làm việc với những người mà tốt nghiệp từ các trường thấp hơn mình. Là một chuyện mà cũng phải suy nghĩ. Mà chúng ta nghĩ là đi làm đến thời điểm này, những người mà thành công thường thường là biết khi nào nâng lên thì khi nào tự phải hạ mình xuống để làm việc đúng không ạ? Giống như em vào đôi khi có những cuộc họp, em phải chắc là phải khổng xuống tí khoảng từ vài ba bậc thì mới làm việc được với khách hàng và đối tác. Tư duy đa chiều là sáng tạo, phản biện, năng lực tự học. Thì trong này thì em nghĩ rằng là em sẽ không giải thích nhiều về sáng tạo, phản biện, nhưng mà cái năng lực tự học là cái mà chúng ta vẫn luôn đau đáu xây dựng cho học sinh của mình. Có nhiều học sinh trường quốc tế chẳng hạn, khi em biết cũng là con của các anh chị quản lý, nhưng mà chắc là bận quá hay sao á, khi mà em trước khi em dạy em hay hỏi là con học một tuần bao nhiêu buổi học thêm á, thì bạn bảo là một tuần thì con không đi học thêm, nhưng mà có gia sư đến nhà hỏi là bao nhiêu gia sư, nó đến một hồi chắc cũng là 9 gia sư. Em nghe thì em bảo là có, tất nhiên mình hiểu cái khó của phụ huynh rất là bận, thành ra không có thời gian để kèm cặp các bạn ấy. Nhưng mà đôi khi nó, đối với em, tất cả mọi thứ trên đời nó giống như vitamin ấy, hoặc là trứng gà ấy.
một hai quả một ngày thì không sao, mà một ngày mà ba bốn quả thì cũng có thể là có chuyện, cái gì nó cũng có một cái chừng mực thôi. Và một trong những cái mà chúng ta chuẩn bị nhiều quá cho đứa trẻ, nó lánh mất đi cái năng lực tự học của một đứa trẻ, mà chắc chắn ở đại học thì tự học mới là số 1. Hai cái tiếp theo nữa cũng là vấn đề của mà chúng ta cần suy nghĩ tác phong chuyên nghiệp. Em nghĩ rằng phụ huynh ở đây mà các ai ở giai đoạn cấp 2 á, thì chắc cũng không ít lần kình với con cái về trang phục, đầu tóc, tác phong, ngủ dậy đúng giờ, đúng không ạ? Bởi bọn trẻ bây giờ thì thực ra cái em vẫn thích bọn trẻ bây giờ, nó có cái sự tự do, nó có cái sự sáng tạo, nó có tinh thần độc lập rất là thích. Nhưng ngược lại, nếu mà nó không nằm trong một cái khuôn khổ nhất định ấy, thì nó dẫn đến cái việc là đôi khi các bạn không có đủ ý thức là mỗi nơi mỗi chỗ chúng ta cần có một cái phép hành xử nó khác đi một tí xíu, và đôi khi cái tính cá nhân của chúng ta nó nên tém lại một chút trong những cái bối cảnh mà nó phù hợp. Và cũng không làm lạ đâu, em cũng đi phỏng vấn nhiều học bổng, thậm chí có lần em đi phỏng vấn học bổng thì ba giám khảo đều mặc đồ vest đóng thùng, nhưng một bạn học sinh thậm chí còn mang crop và đi phỏng vấn nữa cơ. Mang crop, mặc áo thể thao và cái quần mà nó hơi giống một pyjama một tí. Đấy, đôi khi nó là chỉ là như vậy thôi. Thì mình cũng gợn lên, và đó học sinh lớp 10 rồi. Mình cũng nhưng học sinh giỏi nha, chứ không phải học sinh dở đâu ạ. Thì đó là những cái tác phong về etiquette. Nó chưa cần đến những cái etiquette về bàn tiệc hay những cái buổi ăn gì sang trọng. Nó chỉ có những cái mà cơ bản nhất trong những cái ngữ cảnh đó thôi. Còn tất nhiên tính cách thì là một câu chuyện mà em nghĩ là ai trong chúng ta cũng cần xây dựng cho đứa trẻ. Nhưng khi mà nghiên cứu đại học Harvard, họ nghiên cứu ra những cái kỹ năng mà sinh viên ra trường đang thiếu hụt thì rất nhiều. Nhưng mà trong tất cả các khảo sát ở các cái công ty thì phần lớn nó rơi vào nằm trong năm cái cụm này. Vậy thì câu hỏi đặt ra đó là cái việc học của học sinh bây giờ phổ thông mình á, luyện thi IELTS, TOEFL ấy, nó xây dựng được bao nhiêu thứ trong năm cái thứ này là câu chuyện mọi người cần suy nghĩ. Ai mà bảo là luyện thi IELTS, TOEFL mà luyện được tất cả năm thứ này thì cứ thế đi học đi ạ, không cần phải lo. Còn nếu chúng ta thấy rằng là nó có một khoảng trống giữa cách chúng ta đang dạy học sinh và đồng hành cùng con với những thứ này, tất nhiên em không nói là phải chuẩn bị hết tất cả những thứ này, nhưng ít ra có một thứ làm được, đó là gieo cho nó cái ý thức được. Em bảo cho thật ra em cũng không thể nào giúp học sinh có tác phong chuyên nghiệp được đâu. Nó nói thôi nó cũng lườm lườm thầy, chứ mà là nó chịu nghe đâu. Bố mẹ nó thì nó cãi, thầy nói thì nó không có cãi, nhưng nó cũng hậm hực. Nhưng mà cái ý thức là mình nhắc cho nó để nó biết. Và nó bảo là thầy cũng hơi giống bố mẹ con, nó kêu ừ, thầy cũng sắp có con rồi, nó dạy. Thì để mọi người hiểu rằng là có những cái không phải là làm tất cả để các bạn giỏi những thứ này, mà cái ngày trước khi ra biển lớn các bạn có ý thức về những điều này, để 4 năm trong đại học chính các bạn là người đi xây dựng cái điều này cho chính các bạn. Vậy thì cái thực trạng của đại học là gì? Thực ra rất nhiều bạn học sinh, không phải là học sinh Việt Nam, châu Á mình không, mà kể cả học sinh bản xứ, khi vào đại học ấy thì vẫn trên cái tinh thần là 80% vẫn học gạo như thời phổ thông, là cái kiểu học mà trong năm không làm bài tập, xong đến cuối năm xong lấy cái quyển sách ra cứ nhồi cho nó nhiều nhất có thể, xong rồi làm xong rồi thôi ạ. Thì 80% cách học phổ thông đó các bạn vẫn mang vào trong đại học để áp dụng. Chính vì vậy ở một trong 10 trường đại học hàng đầu của Mỹ có một giáo sư, ông rất là bực mình với cái kiểu học này. Thế là ông cho một cái đề tốt nghiệp, một cái đề thi cuối năm của môn của ông là môn vật lý, thì 90% sinh viên học cái môn đó thi vào tháng 5 trước khi nghỉ hè được điểm A. Khi học sinh viên quay lại trường vào tháng 8 là mình chỉ mới có 3 tháng thôi, cho đúng cái đề đó, chỉ thay số thôi, giống như cái đề ngày xưa của mình ấy, chỉ thay số thôi, 50% được điểm fail là rớt, là do cái cách học mà nó chỉ hớt ván và học để trả bài. Thành ra sinh viên đi học thực ra tốn rất nhiều tiền, nhưng nếu mà cách học nó vẫn như vậy ấy, thì sẽ rất khó để thực sự là khai thác được cái cách học và cái tài nguyên. Nhưng mà ở phổ thông em hay đùa với học sinh, mà mỗi lần thầy cô nhắc nộp bài thì cứ quậu học sinh ấy. Em bảo ok thôi đừng nhắc nữa, mai kia cho nó vào đại học rồi biết. Chả có ai đi nhắc nó đâu, cứ thế mà điểm không mà bút thôi. Nhiều khi em thấy ở đây nhiều khi giáo viên và bố mẹ cũng hơi chiều học sinh ấy. Em bảo chứ 5 giờ chiều nộp bài mà đến tận thứ 6, mà đến 5 giờ chiều thứ 7 vẫn còn nhắc mà vẫn lầy lội chưa nộp bài. Em bảo em chả nhắc, cứ thế thì zero mà quốc. Nhưng mà cho zero bố mẹ lại nổi cáu anh ạ. Em bảo cứ cho zero. Bởi vì sao? Qua đại học thì thật ra ngày xưa đi dạy sinh vật bây giờ vậy thôi. 5 giờ chiều thứ 6 là 5 giờ chiều thứ 6, 5 giờ chiều 1 giây nộp cũng được nữa, sao cổng nó đóng rồi.
cái cổng nhận bài là cái nền tảng học tập của nó đóng rồi, lên nó cũng chả bấm được nút nào, cứ thế mà zero mà phải chả phải đi chả. Lúc đó các bạn là bận thi đấu, bận này bận kia bận gì cũng chả quan tâm. May ra chỉ có một lý do thôi, là vì sức khỏe tai nạn nằm bệnh viện, cái giấy chứng nhận của bác sĩ thì ok cho làm bài lại. Thì đó là những cái mà chúng ta chia sẻ. Vậy thì với các học phổ thông bây giờ, một cách công bằng mà nói thì đây là những cái số liệu của Mỹ cho em, chứ em nói đây là vấn đề Việt Nam ấy. Không, mọi người là bảo là em gọi là thích Mỹ rồi kỳ thị Việt Nam. Em nhận đây là số liệu của Mỹ để mọi người cảm thấy nó một cái gì đó là khách quan. Thì 90% cái việc học ở phổ thông nó chỉ dạy bề nổi, chứ là học thuộc, nhớ trả bài quên, học không hiểu, nhớ công thức nhưng mà không biết áp dụng. 30-70% gì học giờ đây là đi luyện thi. Em nghĩ rằng là chắc là cũng vì tâm lý thích luyện thi của phụ huynh, thích có điểm số, nên 30-70% giờ đây luyện thi. Thực ra nói cái này thì có thể là cộng đồng dạy IELTS sẽ hơi ghét em một tí xíu. Vậy mới là em nói cái gì xong các chị nhà báo biết mà nó hơi không kỹ một tí xíu, xong mọi người cứ bảo là em kỳ thị IELTS. Em không kỳ thị bất kỳ một kỳ thi nào hết. Em chỉ nghĩ rằng là cách tiếp cận nó cần phù hợp hơn, chứ không phải mình không kỳ thị. Nhưng bởi vì cái tâm lý của phụ huynh bây giờ điểm số, thành ra là thậm chí đến bây giờ học sinh mới lớp 6 luyện thi IELTS, đối với em trừ một vài trường hợp gọi là thiên tài đặc biệt gì đó thôi, chứ học sinh lớp 6 luyện thi IELTS quá sớm. Các bạn không, em không nói là tệ nhé, quá sớm, bởi vì thời điểm đó các bạn có nhiều thứ khác có thể phát triển hơn nữa, thay vì là luyện thi từ bé. Tất nhiên ra điểm số thì ai cũng vui, nhưng mà em hay nói là chúng ta vui vì những thứ nó hữu hình, nhưng có những thứ vô hình trong cái con người đứa trẻ đâu có ai để ý đâu. Thì đó là cái mà việc học. Và em khẳng định 90% đề thi, dù có nói gì đi nữa, bảo là đề thi giúp tư duy sáng tạo hay đề thi giúp cho học sinh tư duy phản biện gì, thực ra là 90% đề thi đều không làm được việc đó. Thì nếu như chúng ta gồng gánh cả một, ok, tiểu học tạm gọi là các bạn cũng tạm gọi được tha của các kỳ thi đi, nhưng thực ra đến từ cấp 2 thì các kỳ thi rất là nhiều. Nếu như cả thời cấp 2 và cấp 3 mà chúng ta bắt đứa trẻ nó gồng gánh chỉ để luyện thi, để thi ấy, thì đừng lấy làm lạ. Hai thứ diễn ra: một, các bạn không có động lực tự học. Hỏi trong chúng ta ngồi đây có ai thích luyện thi đại học 7 năm trời không ạ? Ngày xưa luyện thi đại học 2 năm thì ấn rồi, mặc dù học cũng giỏi nha. Cái tâm lý luyện thi là đúng và sai mà. Thành ra luyện thi nhiều điểm cao, nhưng thực ra họ có thích không? Em không nghĩ là có một người đã thực sự thích luyện thi kéo dài trường kỳ kháng chiến, thì thường thường nó sẽ hơi mất động lực học tập. Và cái thứ hai á, là khi mà nó chiếm toàn bộ thời gian á, thì thường các bạn sẽ không phát triển một cách hài hòa và toàn diện những cái phần khác. Vậy thì ở đây cái thực tế là gì? Một cái mặc định mà cái hình này em dùng trong vòng 5 năm qua rồi, em đều dùng cái hình này, bởi vì em nghĩ nó rất là đúng và em nhìn bao nhiêu học sinh rồi. Thực ra nếu mà nói về luyện thi ấy, thì có lẽ không phải em khoe khoang, nhưng có lẽ em là cái thế hệ đầu tiên luyện thi IELTS. Là thế hệ đầu tiên luôn đấy ạ. Rất nhiều, từ cái thời trước 2010 cơ, hồi đó còn chưa có trung tâm luyện thi, nên mình đã luyện thi IELTS, SAT, TOEFL, GMAT, GM, và em luyện TOEFL. Nhưng chính vì lúc đó em luyện thi thấy nó không ổn, thế em không luyện thi nữa. Quay lại, có lẽ vì lý do đó mà ngày xưa em đi học sinh cấp 3 thôi, nhưng vì lý do em thấy nó không ổn nên em mới quay lại và bắt đầu từ tiểu học để xây dựng cái nền móng cho các bạn ấy. Để lên cấp 3 các bạn có luyện thi nhưng bớt lại luyện thi chừng 2 tháng thôi, đừng luyện thi 2-3 năm, nó rất là mất thời giờ. Thì cái hình này á, là bên tay phải là hình mà cái mong đợi hay là cái nhận thức của phụ huynh về các kỳ thi chuẩn hóa. Họ nghĩ rằng là cái năng lực mà màu vàng ấy là năng lực mà các kỳ thi đó chứng nhận cho học sinh. Họ nghĩ rằng là con được điểm này có nghĩa rằng là con đã đạt được rất nhiều những năng lực khác rồi. Và trong nhận thức là giữa năng lực thật sự và năng lực do điểm số kỳ thi đo chắc nó trùng nhau 95%. Nhưng thực ra thực tế không phải vậy. Nó có trùng. Tất nhiên bạn nào mà được IELTS 8.5 cũng thuộc loại giỏi. Bạn nào được IELTS 8.0 cũng giỏi. Bạn nào SAT 1450 cũng giỏi. Nhưng nó chỉ là một phần của năng lực thôi. Nó còn những cái đoạn màu xanh mà thực ra cái đề thi đó, cái điểm số đó nó không có chụp được. Để gọi rằng là học sinh, ví dụ thôi, một cái để cơ bản thôi, cái này em sẵn sàng phản biện với bất kỳ chuyên gia luyện thi IELTS nào. Một học sinh đi thi IELTS viết 7.0 chưa chắc viết được bài văn sáng tạo. Đơn giản như thôi. Một học sinh đọc kỹ thuật để được một bài đọc điểm đọc 7.8.0
nhưng chưa chắc bạn ấy có sự kiên trì để đọc một quyển sách 200 trang và thật sự hiểu quyển sách đó và có thể thảo luận về quyển sách đó. Bởi vì em ngày xưa chính là nạn nhân của việc đó. Và mình hiểu ra cái điều đó, thành ra là giáo viên, thầy cô cũng rất may là thôi mày thi IELTS 8 chấm này chứ đừng có nghĩ nó nhỏ, về đọc sách đi Hiếu. Nó làm cho mình tỉnh rất là nhiều. Và đó vì sao mà em không nghĩ rằng là cái kỳ thi nó có thể bao trùm được hết năng lực của một đứa trẻ. Mà nếu như toàn bộ quãng đời cấp 2, cấp 3 mà chúng ta chỉ tập trung để luyện các kỳ thi á, vẫn quay lại hai cái câu mà em nói. Thứ nhất, nó phí thời gian đó của học sinh. Và thứ hai, nó chưa chắc đã đủ để học sinh có thể thành công trong đại học. Vậy thì sinh viên cần gì để thành công? Và cái chữ hạnh phúc em chỉ để trong ngoặc thôi, chứ em dám nói là bà hạnh phúc. Thì đây là một cái mô hình em rất là thích. Giống như chúng ta đi đầu tư đúng không ạ? Thì chúng ta phải có vốn. Và cái vốn nó phải sinh lời. Và như cái nói chuyện với phụ huynh là công việc này anh chị phải tốn 4-5 tỷ cho nó đi học đại học, thì nó ra trường là phải lương 200.000 đô, thì sau bao nhiêu năm thì nó hồi lại vốn. Và chúng ta tư duy theo vốn và lời đúng không ạ? Có investment và có return. Thì em cũng sẽ nói câu chuyện vốn ở đây. Thì em cũng cần vốn. Đi đọc đại học cần vốn. Bây giờ là ngoài vốn tài chính của bố mẹ thì nó cần vốn gì? Là nếu mà tiếng Anh là chữ capital, mà capital đây không phải là vốn tài chính, là cái vốn liếng mà chúng ta có. Thì nó có, đây là mô hình của em nha, mô hình của các nhà giáo dục nghiên cứu, và em chỉ là tập hợp lại. Ba vốn đầu tiên rất là hay, đó là vốn ngôn ngữ. Tất nhiên bởi vì các bạn đi du học thì cái vốn ngôn ngữ là cái đầu tiên. Thành ra IELTS, SAT vẫn rất quan trọng. Được chưa? Nhưng cái vốn ngôn ngữ này nó không chỉ đơn giản là điểm số, mà là bạn có thực sự sử dụng cái ngôn ngữ đó một cách thuần thục hay không. Mọi người đừng lấy làm lạ, rất nhiều học sinh Trung Quốc điểm TOEFL IELTS rất là cao vì luyện hoặc là vì biết trước đề, không biết nha. Tại vì lâu lâu Trung Quốc nó có mấy cái phốt mà lộ đề, xong Việt Nam mình cũng hủy kỳ thi của đợt đó bởi vì mình lại lấy đề từ Trung Quốc về. Xong rồi, nghĩa là nhưng rất nhiều bạn học sinh Trung Quốc điểm gần tuyệt đối qua bên đó cũng chật vật đọc một quyển sách, thảo luận một cái gì đó hay viết một bài văn. Bởi vì thực ra các kỳ thi đó luyện được. Nếu mà anh chị, em thực ra em là chuyên gia luyện thi SAT ngày xưa thì em rất ghét, bởi vì có rất nhiều cách nha. Tại em không dạy luyện thi 10 năm nữa, nhưng bây giờ đỉnh thoảng dạy học sinh trên lớp mấy cái bài đọc ấy, sao con chọn câu này? Nó bảo là thầy giáo luyện thi SAT nói với con là thường thường câu nào dài nhất là câu đúng. Là A, B, C, D, câu nào mà nó dài nhất là thường thường xác suất 80% câu đúng, cứ đánh. Hoặc là cái gì? Thường thường câu nào mà có cái từ này nè là nó sai, không chọn. Sao anh bảo sao nó, nghĩa là nó đi về kỹ thuật, mà nó thực sự là như vậy. Và đó là học sinh giỏi tiếng Anh cơ, bảo là sao con không thể đọc, mà con đọc sách để con tăng cái tốc độ đọc của con. Còn nếu thực sự học sinh mà học ngôn ngữ mà đọc sách kỹ thì nó sẽ một kiểu khác. Dù học sinh em có dạy bạn đó, anh bảo chứ đó là chập vật, xong bạn đọc sách, bạn là ôi sao con thi mà con không luyện thi. Mẹ hỏi sao con không còn để luyện thi IELTS, xong nó bảo chứ ôi bình thường đọc trên lớp đã đọc quyển sách 200 trang rồi, vào đây đọc tí tẹo một trang đọc nhanh hơn bình thường nữa. Thì ý là ở đây là cũng là một điểm số, nhưng cách luyện nó khác nhau, cách học nó khác nhau, nó sẽ cho ra hai cái vốn ngoại ngữ khác nhau. Tiếp theo là vốn kỹ năng học, là kỹ năng biết tìm tài liệu ở đâu. Không phải ở đây là giá sách giáo khoa, mà là bây giờ lên trên mọi người học đại học mà cũng hiểu rồi. Nếu mà các trường đại học quốc tế là nhiều khi một bài đó chẳng có một cái slide gì hết, chỉ đơn giản là năm cái tập tài liệu, tự lên đó mà đọc, tự tóm tắt, tự hiểu tài liệu, tự đúc kết, rồi lên lớp thảo luận, tự take note, tự về nhà viết bài, chứ chẳng có ai chỉ những điều đó cả. Nhưng bọn trẻ con, đặc biệt học sinh trường công và kể cả học sinh trường chuyên cũng chưa chắc có cách học đó. Ví dụ như trước khi đến lớp có 10 tài liệu đó đọc trước đi, nghĩ mấy câu hỏi đó, lên lớp chỉ có ngồi thảo luận, xong ai nói gì mình cũng phải ngồi ghi chép lại hết, chứ không phải là có cái slide, xong rồi về nhà tự viết bài phản tư. Đó là cách học. Thì nếu đó là cách học của đại học, đặt câu hỏi ra bao nhiêu bạn học sinh Việt Nam ở phổ thông đang học theo cách đó? Thực sự rất hiếm, đúng không ạ? Ngày xưa chúng ta cũng được học như vậy. Vốn hoa tiêu, cái này em thấy rất là quan trọng. Mọi người thích hoa tiêu là giống như đi hàng hải, đi biển, đúng không ạ? Là chúng ta không có cái gì hết, chúng ta phải tự tìm đường đi. Vì sao là vốn hoa tiêu? Em lấy ví dụ như đợt rồi đi học thì cũng già rồi, gần 40 tuổi rồi. Em hay đùa là để hoàn thành xong cái hồ sơ nhập học của em mất 3 ngày, phải xin chữ ký khoảng chừng 20 chữ ký từ phòng y tế, phòng tài chính, phòng này kia. Là đại học nó là một cái rừng rất nhiều quy trình, thủ tục, tài nguyên. Nhưng khi mà em đang làm hồ sơ, các bạn học sinh học ở Harvard, bạn bảo chứ thầy, con vừa bị một con zero. Hỏi sao vậy? Bởi vì con không biết nộp bài ở đâu.
là con không biết con làm bài xong nộp ở đâu á. Và cái con không lên trên cái portal là cái cửa của đại học, mà nó có rất nhiều những cái đường link này kia để con đọc. Nghĩa là không phải là các trường học sẽ chỉ cho bạn bạn nộp bài ở đâu, bạn đi kia đâu, mà bạn cứ tự lên bạn tìm tất cả những thông tin đó, đúng không ạ? Từ những thông tin cơ bản nhất, giống như em vừa qua sớm sát vừa bay xuống sớm sát cái mặt vào trường, không được vào trường. Vì sao? Vì quên nộp cái giấy Covid, thế là phải về mất nửa tiếng đồng hồ để tìm cái giấy, ba cái giấy Covid nào để nộp đến đúng cái nền tảng đó. Thì một cái ví dụ như vậy, đến câu chuyện nộp bài, đại học nó có rất nhiều quy trình, em hay gọi nó một cái thể chế ở trong đó, quy trình, quy định mà không phải ai cũng đứng đó giảng, rao giảng cho bạn như các giáo viên phổ thông. Thành ra cái năng lực mà bạn đi tìm thông tin ở đâu, làm gì, khi nào cho đúng thôi á, cũng là một chuyện. Hay kể cả chuyện học sinh Việt Nam bây giờ mình hay chơi trò đậu văn ấy, viết văn là từng copy paste ở đâu đó về ấy. Nói cái chuyện mà đó không là cũng vấn đề rồi, tại các bạn không hiểu được những cái quy định. Đôi khi đạo văn là, thậm chí em hỏi học sinh, con biết nếu mà trường con mà đạo văn thì cái hình thức kỷ luật là gì không, nó cũng không biết. Hoặc những cái đơn giản thôi, có một cái ví dụ thế này, học sinh thậm chí còn không biết rằng là nếu một bạn nam bước vào một toilet nữ thì hình phạt cao nhất là bạn có thể bị đuổi học về nước. Những cái cực kỳ đơn giản như vậy thôi. Thì ở đây để hiểu rằng là cái hoa tiêu có nghĩa rằng là học sinh nó sống trong một cái thể chế rất nhiều quy trình, quy định, và bạn phải có kỹ năng đi tìm hiểu tất cả những thứ, cái gì được làm, cái gì không được làm, làm như thế nào, làm ở đâu. Thì em thấy thường thường kể cả các học sinh ở trường đại học hàng đầu nha, cũng có thể chưa được phát triển kỹ năng này. Bởi một thứ là chúng ta làm sẵn cho học sinh nhiều quá ở thời phổ thông. Thậm chí tư vấn du học mà em bảo cho con điền hết đơn đi, kêu không, có bên khác điền hết đơn cho con rồi. Đó, chỉ có những cái đơn giản như thôi. Thành ra có thể chúng ta trả để mua cái sự tiện lợi và an tâm khi mà một bên nào đó điền hết đơn cho một đứa trẻ, nhưng nó cũng là một cái điểm mù về lâu về dài, đứa trẻ đó không biết tự điền đơn như thế nào. Còn ngày xưa bố mẹ em chả biết gì, em tự điền đơn hết đơn, điền đơn đầu sai tè lê tút lút, trường đầu tiên nó từ chối vì điền đơn sai. Nhưng đó là bài học rất là lớn trong đời của mình. Hai cái vốn tiếp theo mọi người ít để ý, đó là vốn xã hội, là các mối quan hệ kết nối với bạn bè. Mà thường thường em nói là cái vốn xã hội này nó không phải đo ở cái độ nhiều là nhiều cái mối quan hệ, mà em nói với bọn trẻ con đó là nếu con thực sự muốn thành công và hạnh phúc, nó còn đo ở độ sâu của mối quan hệ và độ chân thành của mối quan hệ. Nhưng mà nhiều khi các bạn học sinh mình bước ra thì cứ làm bạn xề xò thế thôi, chứ không xây dựng những mối quan hệ này. Và một cái vốn gia đình, vì sao dùng cái chữ vốn gia đình này, bởi vì có rất nhiều bố mẹ khi mà bạn học sinh ra khỏi Việt Nam và đi du học á, nghĩ rằng con đã độc lập rồi. Em bảo không đâu, nó có rất nhiều vấn đề trong đại học. Thực sự một đứa trẻ trong học nó phải rất nhiều vấn đề, và kể cả học sinh có ý thức tốt, chứ không phải học sinh hư nha, học sinh có ý thức tốt lâu nay rồi, các bạn ấy vẫn gặp rất nhiều vấn đề trong đại học. Chuyện tình cảm này, chuyện bạn trai bạn gái này, chuyện bị kỳ thị này, rồi chuyện bị này kia, rất là nhiều thứ. Và thỉnh thoảng nó vẫn nhắn em, kể cả những đứa mà rất là ngoan, chứ không phải là nó hành vi không tốt, đại khái là như vậy. Thì cái sự kết nối của gia đình đó, và học sinh đó rất là cần thiết. Và em hay nói là nói cách nửa vòng trái đất, làm sao để có sự tin tưởng, nên đến nó kể với anh chị cái câu chuyện của nó là em thấy thành công lắm rồi. Bởi vì sao? Thường thường nó sẽ không có người nào kể. Vì vậy cái sự kết nối gia đình này ấy, nó không đến từ lúc đại học đó. Mà nếu mà ở cấp 2, cấp 3, cấp 1 thì vô tư, đứa nào nó cũng yêu bố mẹ nó hết. Đến cấp 2, cấp 3 thì thường bố mẹ hay đưa là giống như nô lệ nó kiểu vậy, nghĩa là nó có cái tính của nó. Nhưng mà nếu mà lúc đó mà chúng ta không xây dựng một cái nền tảng mà nó có chuyện nó nói cho mình đó, thì về lâu về dài gần như nó phụ thuộc vào cái nhóm bạn thân đó thôi. Nhưng em vẫn tin là nếu mà cái sự kết nối gia đình đó nó được xây dựng, và nó mặc dù có giai đoạn ẩm ương thật, nó cũng nổi loạn thật, nhưng mà nó vẫn có một sợi dây kết nối với hoặc bố hoặc mẹ, hoặc cả bố và mẹ, hoặc là với anh chị em ấy, mà nó tìm đến như một cái nguồn để nó tin tưởng khi nó gặp vấn đề, thì nó sẽ rất là tốt và nó không bị sụp hố. Và em chắc chắn với mọi người, đi học đại học 4 năm có rất nhiều vấn đề một người phải xử lý ngoài trường học. Và hai cái vốn cuối cùng là vốn đam mê. Đam mê này em để trong nháy, bởi vì em không muốn nói là đam mê đó là mê cả đời. Có nghĩa rằng là nhiều bạn đi du học, nhưng em hỏi là con đã sẵn sàng học chưa, thì bạn chưa, con biết con định học ngành gì chưa, thôi cứ chọn lại một ngành vào đó. Thì nghe thì cũng được, miễn cưỡng đi cũng được, nhưng em bảo một câu là con có thể cái thứ con chọn bây giờ ấy, nó không phải là đam mê cả đời của con, giống như thầy học kinh tế nhất của năm giáo dục. Nhưng có một thứ là con đã chọn đi 4 năm thì đi cho nó tròn á. Thì ở đây bọn trẻ con nó
đối với em không không nhất thiết nó phải tìm được đam mê ở năm lớp 12, năm đại học hay ra trường hay này kia. Đam mê nó đến bất chợt lắm mà. Và đến một cái thời điểm rất là khác, các đứa tìm đã đam mê năm lớp 6, các đứa tìm đam mê năm lớp 12, các đứa tìm thấy. Nhưng quan trọng là nó có một cái mục tiêu để nó phấn đấu trong cái thời điểm đó. Và cái sự kiên định để nó đi, không lấy làm lạ học sinh đôi khi phải chuyển trường, chuyển ngành, dừng ngành này kia. Có những cái nên dừng vì sức khỏe này kia, nhưng có những cái thì nó không có kiên định theo đuổi một mục tiêu. Mà thực ra em nói một câu, học đại học khó không? Em thấy rất khó. Kể cả những bạn học sinh giỏi nữa cơ, chứ không phải là đơn giản. Thành ra em chỉ thấy là đây là một cái mô hình 7 cái vốn mà em nghĩ rằng là nó không phải chờ đến đại học chúng ta mới đồng nói chuyện này xây cho bọn trẻ con, mà nó nên được ươm mầm và xây từ bây giờ. Thì em hay đùa là thôi đừng bớt bớt cho nó luyện thi đi, vốn ngôn ngữ nó sẽ tăng đấy. Bớt bớt thì nó hơi giảm tí, nhưng mà ít ra có thời gian với bố mẹ, mai kia mà nó có vấn đề nó còn tìm đến bố mẹ. Chứ đừng để mai kia nó có vấn đề nó lại tin người ngoài, nó lại nói cho người ngoài mà không nói cho bố mẹ biết. Thì ở đây những cái vốn này là cái vốn mà em vẫn hay để ý thôi cho bọn trẻ con. Nhiều phụ huynh bảo là tại sao em hay tụi trẻ con hay tin tưởng em nó nói chuyện. Thật ra bởi vì em thấy nó không có tin tưởng bố mẹ nó lắm, tại em toàn phải đóng vai bố mẹ nó, cứ chờ nó kể cho chuyện cho mình nghe. Bởi mình hiểu là nó cần một cái nguồn để nó có thể thổ lộ và tâm sự. Thì ở đây em chỉ muốn rằng là nếu như thực sự mà mọi người nghĩ rằng là cả một thời cấp 3 chỉ là IELTS, SAT, các hoạt động ngoại khóa, thì cùng lắm nó chỉ là vốn ngôn ngữ, vốn kỹ năng học và vốn xã hội thôi. Còn những cái vốn như là vốn hoa tiêu, vốn gia đình, và em nói thật không ít học sinh điểm rất cao nhưng vào đại học đều gặp khó khăn về cái chuyện là làm gì ở đâu khi nào á, vì cái vốn hoa tiêu nó không có. Tại lâu nay là đi học thầy cô này là bố mẹ chọn hết rồi, hồ sơ có người khác điền hết rồi, thông tin là bố mẹ chỉ chỗ hết rồi, chứ bây giờ nó tự đâu. Thế bạn hỏi anh chị để nó tự điền đơn đi, gặp khó thì em giúp. Tại khá là như vậy. Vậy thì câu chuyện ở đây á, nói em cũng có nhiều thời gian, tại vì ban tổ chức cho em một chút xíu thôi. Nghe thì bây giờ mình nghĩ rằng do mình đi đã quá nhiều và mình trải nghiệm quá nhiều, mình đúc kết được mấy cái mô hình này từ các nghiên cứu. Nhưng bố mẹ bảo là đó là thầy Hiếu. Bố mẹ thì không có trải nghiệm như thầy Hiếu, bố mẹ không có học hành như thầy Hiếu, bố mẹ không đi nước ngoài như thầy Hiếu, bố mẹ không dạy nhiều nên bố mẹ không có thể làm được như thầy Hiếu. Em nghĩ không phải. Bố mẹ có thể làm được rất nhiều thứ. Thì cũng giống như hai ông bà già nhà em. Ngày xưa không có tiếng Anh. Một người giáo viên dạy toán, người giáo viên dạy văn không biết tiếng Anh và nhà cũng chưa ai đi ra nước ngoài bao giờ. Nhưng khi mà mình soi chiếu lại những gì ông bà làm á, thực ra nó đâu đâu nó rơi trong này hết rồi. Ví dụ, em đưa hình mẹ em, đó em là cái thằng ngồi trong lòng mẹ em hồi bé. Lúc chưa 1 tuổi, vốn ngôn ngữ thì em chỉ nói những thứ rất đơn giản để cô hiểu rằng là không nhất thiết phải tìm thầy cô giáo giỏi để xây cho đứa trẻ tất cả những cái vốn này. Nhưng trong những cái hàng ngày từ lúc mà đứa trẻ nó còn lớp 1, cấp 1, rồi cấp 2, rồi cấp 3, mặc dù nó có những cái sự thay đổi về tâm lý và khó khăn, nhưng vẫn có những cách rất đơn giản. Và em chỉ kể những ví dụ thôi chứ giờ mình nhìn lại nơi khi ký ức mình nó cũng rất là mơ hồ. Ví dụ vốn ngôn ngữ, bố mẹ em chả biết tiếng Anh gì hết, chỉ có một đơn giản thôi. Thích tiếng Anh đúng không? Thì tiền ông bà cho chỉ để mua sách tiếng Anh thôi. Đó, đơn giản. Không có, ông bà chỉ là thích gì, thích học tiếng Anh, ok, tiền mua sách tiếng Anh. Cứ thế mà đặt ông bà, muốn học sao học, ông bà cũng chẳng biết cách dạy học. Nhớ là khi mà nó có một cái mục tiêu ấy, thì đầu tư, nhưng mà cái trách nhiệm học và cái ngôn ngữ ấy, thì là con phải tự xử lý. Thì đó là cái việc mà ngôn ngữ. Nhưng mà ông bà cũng không có khuyến khích cái kiểu luyện thi rất là nhiều. Tại ngày xưa có luyện thi mấy đâu. Nhưng mà ông bà thích cái việc là cứ đọc sách, cứ viết lách, đọc sách, viết lách, đọc sách, viết. Ra nhiều khi em dạy bọn trẻ con, nhiều khi cứ cả tối 3 tiếng đồng hồ thì có đọc, viết, đưa quyển sách đọc, xong lên viết 1-2 bài luận, đưa quyển sách đọc, xong 1-2 bài luận. Chả có một cái slide, chả có một cái gì đơn giản là cho cái ý thức và cái thói quen. Về kỹ năng học thì cũng tương tự, em thấy đơn giản. Bây giờ bọn trẻ con nhiều khi phụ huynh cứ đẩy nó ra nhiều, em bảo chứ ôi trẻ con chỉ cần đúng giờ vào trong bàn ghế ngồi học đàng hoàng tử tế, không mè nheo, nửa tiếng đồng hồ tập trung, em thấy là tuyệt vời lắm rồi. Lên cấp 3 cũng không cần luyện thi nhiều, cứ mỗi tháng chọn một chủ đề ngồi nghiên cứu, muốn làm gì làm, tóm tắt xong rồi lên lớp thảo luận, xong về nhà viết nữa cũng là tuyệt vời lắm rồi, chưa cần điểm số gì hết. Em hay đùa là ôi thế anh chị mà muốn dạy, muốn gửi con cho em hay cho mấy đồng nghiệp của em mà để ai tán chấm tụi em dạy cũng được. Tại cái đó chắc em phải luyện nó 1 tháng. Còn nếu mà chị để cho nó có cái thói quen nó thì làm được. Bởi vì những cái kỹ năng đó nó không xây dựng được trong 1-2 tháng đâu. Nó xây dựng trong cả quá trình. Bởi vì cái trở ngại lớn nhất của người học, của chính chúng ta và của đứa trẻ chính là cái sự nản và sự lười. Thực sự như vậy. Một đứa trẻ mà đọc được hết hai cuốn sách 200 trang là em thật sự rất phục nó luôn. Và nó tuyệt vời hơn rất nhiều so với một cái gì đó khác.
thì đó là cái vốn kỹ năng học. Vốn hoa tiêu thì ông bà cũng tương tự. Em thấy rằng từ lớp 7 ông bà bắt đầu cho em chọn giáo viên để học thêm. Tại ngày xưa mình cũng là chuyên lớp chọn, nhưng mà từ lớp 7 là muốn học thêm gì học, chứ không phải là ép học. Giờ toán, lý, hóa, văn, anh cũng muốn học thêm gì, em chọn hai môn là môn tiếng Anh và môn toán. Hai môn mấy môn kia bảo không cần. Tức là đôi khi chỉ cho đứa trẻ những cái sự lựa chọn và sự quyết định của nó, và nó hiểu cái trách nhiệm của nó là gì với cái điều đó thôi, là nó sẽ tự đi tìm. Thành ra em nghĩ đến thời điểm này, thế hệ của em mà đi du học á, phần lớn đều là tự làm hồ sơ hết, chứ không phải làm gì cả tư vấn du học đâu. Nhưng vì sao bây giờ chúng ta phải làm tất cả mọi thứ cho đứa trẻ? Thậm chí bây giờ vào đại học rồi cũng có dịch vụ tư vấn để đi xin việc nữa cơ. Nghĩa là chúng ta những điều đó tốt, em không kỳ thị những nơi đó, em để mọi người không nghĩ là em kỳ thị, nhưng nó nên có chừng mực. Thay vì tất cả mọi thứ đều làm sẵn cho đứa trẻ đó hết, thì nó sẽ không có cái động lực để mà đi tìm những thứ đó cho nó. Thành ra ví dụ phụ huynh bảo là vì sao nếu không nhận dịch vụ tư vấn du học, em bảo em không nhận bởi vì em sẽ không ngồi điền cái đơn đó cho nó đâu. Em thấy nó rất là khó chịu khi em phải đi điền đơn cho một đứa trẻ 17, 18 tuổi một cái bộ hồ sơ gì đó. Em sẽ không có làm thu tiền để em đi tìm hiểu các trường rồi em quăng cho nó danh sách 20 trường rồi con nộp đi. Không, đối với em nó rất gì đấy, rất là dễ ứng. Bởi vì 17, 18 tuổi nó lên điều đó. Nhưng nếu nó tìm 25 trường, nó gửi cho em, thầy cho con ý kiến 25 trường này, con thấy trường nào, thầy thấy trường này, thì em sẽ cho ý kiến. Chứ em sẽ không có làm những việc đó cho nó. Em sẽ không có điền cái hồ sơ tài chính cho bé mình. Nó có thể điền được, nó có thể hỏi bố mẹ nó thu nhập bé nào này, kia các mọi thứ. Những đó nó có thể làm được. Nó bảo là thầy ơi, điền thế này hợp lý không? Thì em có thể nói à, cái này hợp lý, cái này không hợp lý. Chứ không phải là em làm cho nó những điều đó. Bởi vì sao? Em nghĩ rằng mình có được cái này bởi vì mình tự làm. Và nhiều đứa nó không có thể tự làm được. Thì em nghĩ rằng là cái dịch vụ nó nên dừng ở một cái mức nào đó để bọn trẻ con nó có cái vốn hoa tiêu đó. Vốn gia đình đơn giản, bố mẹ em bao nhiêu năm qua bằng kiểu gì, một buổi tối cuối tuần, buổi tối nào cũng phải ăn cơm tối gia đình. Buổi trưa thì có thể bận, mỗi đứa mỗi kiểu ăn nhà tự ăn, nhưng cơm tối gia đình em nghĩ là bao nhiêu năm qua chưa bao giờ bỏ, từ hồi bé đến hồi lớn. Những cái thứ đơn giản như vậy thôi, thành ra bây giờ cũng là một lý do vì sao mà em thấy cuối cùng ở nước ngoài nó cô đơn quá, tôi về Việt Nam là vì lý do đó. Vì mình thấy cần cái sự kết nối với gia đình. Rồi vốn đam mê tương tự đơn giản thôi. Đầu năm lớp 5 hỏi chứ đi thấy mấy đứa chơi đàn, tôi có con thích học đàn. Cũng hơi vòi một tí xíu, ông bà bảo muốn học đàn đúng không? Mua cho cái đàn hồi đó, đàn rất là đắt, cái đàn học gan rất là đắt. Nhưng phải học 4 năm mới được nghỉ. Muốn học võ, ok thích học võ, học 3 năm mới được nghỉ. Nghĩa là với mỗi thứ đặt ra, đề nghị con cho cái thời hạn. Trong thời gian đó, trời mưa, nắng, gió, chỉ cứ trời bão thôi. Trừ trời bão, trừ đổ, tất cả đều phải cam kết với cái việc đó của mình. Em nghĩ đó là những thứ mà bọn trẻ con, nhiều bạn trẻ thời nay còn cái ý thức đó. Thay vì làm cái gì nó cũng chút, học chứ. Em hỏi chứ, em bảo chứ, thế anh chị gửi con cho em bao nhiêu lâu? Ờ, chắc là 3-4 tháng xem thử nó thích không rồi học tiếp. À, thì thôi khỏi gửi đi. Em nói thật á, em không cần tiền đến mức dạy. Bởi vì sao bảo em phải thay đổi đứa trẻ trong 3-4 tháng á, thánh. Nhưng quan trọng nhất của em không phải là mình không thay đổi được hay mình thay đổi, có thể em sẽ thay đổi được 3-4 tháng thật. Nhưng quan trọng nhất là lớp 8, lớp 9 rồi mà làm mọi thứ chỉ nghĩ 3-4 tháng rồi xem thử. Nó không phải là cách nghĩ mà cần thiết cho đứa trẻ đó. Thế thôi anh chị hỏi nó thích cái gì đi. Mà nó không thích học em, nó thích một gì đó. Mà nó chịu làm 3 năm cho nó đi học, nghỉ em đi. Bớt em cũng cần dạy. Mà ra cái điều kiện 3 năm làm cái thứ nó thích. Đối với em cái đó quan trọng hơn rất là nhiều. Thì em nghĩ rằng là những cái đơn giản như vậy thôi, nói thì nó sẽ tốn thời gian, nhưng mà chỉ những ví dụ như vậy để phụ huynh hiểu rằng là nó không phải là đi học đại học là IELTS, SAT, TOEFL, tất cả những thứ đó. Những thứ đó nó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi, là những thứ mà hiện hữu mắt chúng ta thấy thôi. Nhưng những cái thứ vô hình bên trong đứa trẻ nó có cái gì vậy, cái đó mới là quan trọng. Cũng có thể đứa trẻ nó dịch 8 chấm IELTS, đứa này cũng 8 chấm IELTS, nhưng bên trong hai đứa có thể là hai cái bản chất rất là khác nhau. Cũng có thể đứa này 8 chấm IELTS, đứa kia 7 chấm IELTS thôi, nhưng không có nghĩa là đứa 8 chấm IELTS nó sẽ học tốt trong đại học hơn đứa 7 chấm IELTS. Bởi đứa 8 chấm kia nó là được luyện rất là nhiều, đứa 7 chấm nó có tự học và nó có những thứ này. Thế để mọi người hiểu rằng là em vẫn quan điểm những thứ đó, điểm số hiện hữu quan trọng, nhưng hãy nhìn cái lớp bên dưới của những điều đó, điều gì tạo ra những thứ đó trong một đứa trẻ. Cái đó mới là xây dựng cái bản chất con người. Thì dù nó có thể giống như những bạn như là trường chuyên lớp chọn, như là Hưng, là Nhị Tâm, điểm rất là cao, ngôi sao sáng con nhà người ta, hay nói như ba cái bạn dưới là học làng bình thường, điểm số thấp, nhưng con đường nó cũng sẽ đi được đến các trường đại học hàng đầu, chứ không phải là chỉ có một công thức là trong nơi như một. Vậy thì cái câu cuối rồi đó là để giúp một học sinh, cái này là câu của em thôi, có thể cũng không trích dẫn
nào người nào cao siêu cả. Để giúp một học sinh bước vào một đại học tóc đầu là khó, em đồng ý. Là một sự chuẩn bị đầu tư rất lớn của bố mẹ và của đứa trẻ đó. Nhưng đối với em khó hơn rất nhiều lần là việc chuẩn bị sao cho học sinh đó có thể trụ vững, học tốt. Trụ vững nha. Học tốt và phát triển bản thân tốt trong đại học. Nó chỉ có học và phát triển bản thân. Thế nhưng việc học phổ thông thời nay hầu hết chỉ chăm chăm giúp cho học sinh vào được đại học tóc đầu, chứ rất ít khi nghĩ đến việc bọn trẻ vào được đại học đó rồi thì sao, khi mà ở đại học đó chính một mình nó bước đi, chứ bố mẹ không có đi cùng nó được và thầy của nó cũng không đi cùng nó được. Thành đối với em, 7 cái vốn kia mà ý thức xây dựng được cái gì chút chút cũng được, nhưng nó có ý thức nó xây dựng thì nó sẽ đi học chắc chắn hơn. Nó có thể vào Harvard rồi nó thành công, nó có thể không vào Harvard rồi nó sẽ vào Harvard, nó có thể không vào Harvard rồi nó cũng chẳng vào Harvard nữa, nó đi làm thì nó cũng sẽ thành công. Thì đối với em, cái học tóc đầu ấy, nó chỉ đơn giản là cái trường đại học mà phù hợp với nó nhất, và nó phần lớn là tự thân có thể vào được đó và tự thân có thể trụ vững ở nơi đó, thì đó mới là quan trọng nhất. Và hy vọng rằng là câu chuyện chia sẻ rất là ngắn thôi, không có gì mà đau to búa lớn, nhưng nó sẽ đọng lại một cái điều gì đó trong phụ huynh để mọi người vẫn cứ đi dịch vụ tư vấn học được thì tốt ạ, nhưng nhìn cái mặt trái của nó và cân bằng được cho học sinh. Mọi người vẫn cho con luyện theo SAT cũng được ạ, nhưng nhìn cái mặt trái của nó và điều chỉnh cho học sinh thì nó sẽ cân bằng hơn. Thay vì cái trứng gà ngon quá, ăn một ngày 7 quả trứng và 7 ngày đều ăn trứng gà, thì nên nó có hàm lượng và điều độ hơn. Thì đó, cái lời gửi gắm của em nó không có gì là cao siêu cả, nhưng hy vọng nó sẽ lắng một chút gì đó cho anh chị để đồng hành cùng con trẻ thêm một chút niềm tin và thêm một chút bình an và thêm một chút hạnh phúc ạ. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều.